Vâng, xin chào toàn thể tất cả anh em đã quay trở lại với cả FB Shop ngày hôm nay. Hôm nay tôi lên đây để nói với anh em rằng đó là tôi là một người giữ vững lời hứa. Cụ thể câu chuyện là như thế này. Trong clip mà tôi review sản phẩm Habertech 8000 Full High Fan, clip tôi đã có nói là nếu mà anh em bình luận trên 30 bình luận ở trong clip đó thì tôi sẽ cầm cây Habertech 8000 căng vợt ra sân luôn để chấm điểm cho anh em. Tôi không bao giờ thất hứa. Vậy thì hôm nay giữ vững lời hứa của mình, tôi sẽ lấy Habertech 8000 để ra sân chấm điểm cho anh em. Nhưng không phải là Habertech 8000 bản bình thường nha. Habertech 8000 ở đây là bản Full High Fan. Xin giới thiệu với anh em, Habertech 8000 Full High Fan hiện tại đã căng dây 65T, tôi còn thiếu một cái logo nữa thôi. Tí nữa tôi sẽ thay cái dây là rẻ dây 66 Ultimax hoặc 98 ở đây, hoặc là Xbow 65 ở đây để mang ra sân, cộng thêm cái logo nữa, ra sân chấm điểm cho anh em. Tôi không nói điêu nha. Đây là cây vợt nằm trong hộp nha. Đây là cây vợt có chữ ký của Full High Fan nha anh em. Không là phải là cây vợt bản thương mại, đây là cây vợt bản limited. Cây này có giá khoảng tầm 6 triệu nha. Tôi không mang cây thương mại ra để test anh em nha. Nên là tôi vẫn giữ vững lời hứa với anh em đúng không? Chứ còn bây giờ mà lại mang bản thương mại ra test cho anh em thì nghe nó cũng không chính xác lời hứa lắm. Hôm đấy tôi còn nói là tôi sẽ đập hộp một cây căng vợt ra sân thì hôm nay giữ đúng lời hứa. Chúng ta ra sân hồ liền lừ chấm điểm Habertech 8000 Full High Fan. Vậy là cũng đã một buổi tối ra sân cùng với cả Habertech 8000 phiên bản có chữ ký của Full High Fan. Đầu tiên, cảm nhận của tôi về sản phẩm vợt này khi cầm ra sân thì đó là một cây vợt cực kỳ nổi bật, độ nhận diện rất cao, màu sắc đẹp mà lại còn được làm ra cho người nổi tiếng nữa, nên là anh em ở sân nhìn tôi khá là đẹp trai đấy. Tối qua tôi ra sân thì nhìn khá đẹp trai đấy. Thì về phần cảm nhận của tôi về cây vợt thì cây vợt này có một điểm tôi cảm thấy hao hao giống một sản phẩm này thì anh em sẽ dễ hơn để liên tưởng về kiểu chơi nhá. Habertech 8000 có một kiểu chơi gần tương đồng với cả Asaber 11 Pro. Liệu là anh em có công nhận điều đó không? Nhưng mà về mặt thông số thì hai sản phẩm này có một cái thông số gần tương tự nhau. Và kiểu chơi thì tôi cảm thấy là Habertech và Asaber 11 Pro có cái kiểu chơi giống nhau. Có cái điểm là Habertech thì có cái điểm số tấn công tôi cảm thấy khoái hơn so với cả 11 Pro. Bởi vì cái thân khi chúng ta cầm sâu xuống mượn lực rất là dễ. Còn 11 Pro thì lại tôi cảm thấy đánh phản tạt sẽ ngon hơn so với cây này. Đấy là một số cái điểm mà tôi cảm thấy tương đồng giữa cây này và cây Asaber 11 Pro. Ok, bây giờ qua cái phần tương đồng rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào với phần chấm điểm cây vợt này. Habertech thì cho tôi những cú đập tôi cảm thấy là có độ nặng nhưng mà không quá nặng, bởi vì điểm swing chỉ 84. Chúng ta phải dùng nhiều lực để ép cây vợt này. Đấy, để ép vai hướng thì sẽ cho những cú đập uy lực hơn, dùng nhiều lực. Nên tôi chấm điểm số tấn công cho cây vợt này là 8.5/10. Tiếp theo nữa đó là về phần phòng thủ phản tạt đánh lưới. Phòng thủ phản tạt đánh lưới thì tôi cảm thấy là một cây vợt khá ok đấy, ngon đấy. Tì đè các thứ, đẩy tốc độ nhanh này, phòng thủ cũng dễ này, linh hoạt điều hướng. Nói chung là khá là dễ trong tất cả cái pha đánh lưới hay là phòng thủ hay là ve vẩy từ dưới của tôi lên. Nên là tôi chấm cho điểm phòng thủ phản tạt cũng như đánh lưới của Habertech 8000 là 9/10. Cuối cùng là về điểm số trái tay cũng như là phong cầu của Habertech. Thì tôi cũng có cầm cây này để ra sân đánh phong cầu này, ve cầu từ cuối sân này. Thì tôi cảm nhận được cây này là khá là ổn trong kể cả về phong. Phong thì lực tốt, ổn định đấy, nhưng không quá là trợ đâu anh em nhé. Anh em phải dùng cổ tay một tí thì cú phong của chúng ta sẽ đi nhanh hơn. Trái tay cũng vậy, trái tay anh em phải tiếp xúc trúng sát điểm, chính điểm. Nếu mà chúng ta bị tiếp xúc lệch lạc là các thứ là nó cũng không đi lắm. Nên là anh em phải tiếp xúc chính xác. Nghĩa là cây này muốn trái tay quen tốt thì chúng ta phải quen vợt. Tôi chấm điểm số phong cầu cũng như trái tay của Habertech 8000 là 9/10. Vâng, vậy là cũng đến phần cuối của clip ngày hôm nay rồi. Chúng ta đã chấm điểm xong clip phần đầu tiên thì tôi đã đo thông số cũng như là giới thiệu cây vợt. Clip thứ hai ra sân cảm nhận cho anh em. Thì không biết là anh em đã chơi Habertech 8000 chưa? Nếu chơi rồi để lại bình luận ở phía bên dưới, anh em chúng ta cùng tham khảo. Còn chưa chơi thì anh em cứ lấy Asaber 11 ra, mượn Asaber 11 thì cảm giác giống Habertech 8000. Và nếu mà để tôi lựa chọn thì tôi vẫn lựa chọn 8000, bởi vì 8000 có cái màu sắc cực kỳ đẹp đẽ. Nếu thấy clip này hay, anh em nhớ like, subscribe kênh YouTube của mình để mình có động lực hơn làm những clip hay hơn cho anh em. Và nhớ nút chuông để đón chờ những clip khác nhanh và sớm nhất tới từ FB Shop. Xin chào, hẹn gặp lại.